Bức tranh năm liên dạng sáng và dạng tim và số 2 của trường tới và có 20 đô. Tương tự với đô T này là gì? T ít thể cho biết là cái dạng chất. B là dạng thế. Số ở phía sau cùng là số số dụng đô. Ví dụ như 2 nhưng mà có 20 đô. Ở đây 4 là có 4 số đô. Không có thích. Cái ví dụ tại sao nó có số khác nhau và cái số nó cho biết là số diện tích đô. Triglycerol hay triglycerid. Lượng chất béo mình nạp vào cơ thể nhiều hay ít là
vai tặng một anh lại tiếp bé người còn không thở nào một quà. Còn thân của Steve Lisery khắc sẽ ngồi cái khung trường Lisery hay Lisery tạo ester với lại là ba chuỗi axit. Cái tree này là ba axit là cái gốc của axit. Vậy ở đây tree axit Lisery là nó gồm một khung trường Lisery kết hợp với lại tạo ester với ba chuỗi axit béo. Khi mà nó tạo ra axit béo, tạo ra ester thì nó sẽ tách ra ba phân tử nước, phải đối với các phải đối với các hóa giữa axit và amphô. Nó giống với lại axit béo, thì ở đây khi triglyceride dạng dầu mà triglyceride dạng mỡ thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái chuỗi axit béo tạo ester. Nếu như mà nó ở dạng lỏng khi mà nó có nối đôi đó, thì mình sẽ gọi là triglyceride dầu. Dạng lỏng ở những chỗ còn có nhiều ở trong thực vật, và nếu như mà cái chuỗi axit béo nó có liên kết đơn thì nó sẽ là ở dạng rắn, và nó có nhiều ở trong động vật. Ở đây triglyceride thì bản chất nó vẫn là ester, do đó nó không phải là ở trong đó nó có, nếu như mà nó ở dạng dạng lỏng đó, thì người ta có thể chuyển thành dạng rắn thông qua quá trình thi lô hóa. Thì trong quá trình thi lô hóa nó sẽ có xuất hiện trong các, thì trong cái quá trình thi lô hóa không phải tất cả các nối đôi đều được thi lô hóa để chuyển thành nối đơn, mà có một phần nó sẽ chuyển từ nối đôi dạng chính sang nối đôi dạng rắn. Do đó trong quá trình này chuyển từ triglyceride dạng lỏng sang triglyceride dạng rắn thì nó sẽ có trong cái xuất hiện trong quá trình thi lô hóa. Và cái quá trình thi lô hóa này được sử dụng để sản xuất melanin bơm thực vật, và nó sẽ chuyển từ dầu ở dạng lỏng chuyển sang dạng rắn. Thì trong quá trình đó thì nó có thể xuất hiện trong cái vị thủy giải, nó có, nó bản chất nó là ester, thì những cái liên kết ester đó nó sẽ bị hủy phân trong môi trường axit và dầu. Trong cơ thể thì còn có enzyme. Đây là quá trình thi lô hóa. Thì ở đây thi lô hóa thì khi cộng thi lô thì những cái nối đôi này nó sẽ chuyển thành non. Vậy có nối đôi thì nó sẽ ở dạng lỏng. Còn nếu như thi lô hóa thành non hết thì nó sẽ chuyển thành dạng rắn. Trong cái quá trình mà thi lô hóa thì nó sẽ chuyển sang sang các từ non thức tế chuyển sang các dạng tiếp chuyển sang dạng con. Thì trong các mũi nó có thể liên kết thành con nối đôi. Nó bị thủy giải thủy phân đó. Thì khi mà bị thủy phân thì nó sẽ tạo ra glycerin và axit béo. Ở trong cơ thể thì nó sẽ bị thủy phân nhờ enzyme, nhưng mà nó thủy phân thì tạo ra monoglycerin thôi, nó không thủy phân hết để tạo ra glycerol. Cái này là đến khi thực hiện, nếu nó thủy phân hết như thế này thì ở ngoài thì nó thực hiện cái môi trường axit béo bao gồm, còn trong cơ thể thì nó có thể cắt những cái liên kết này rồi nối lại, nhưng mà nó chỉ cắt ra để tạo thành monoglycerin thôi, kèm theo cái axit béo, còn chứ nó không phân hết tạo ra cái liên kết ester này để tạo ra glycerol. Thì ở đây nó sẽ thay một cái chuỗi axit béo bằng một gốc phốt phát. Trên cái gốc phốt phát đó nó sẽ gắn thêm một cái amino acid. Ví dụ như thế này, nó có gắn hai cái chuỗi axit béo, có một cái nó sẽ gắn với lại phốt phát. Những cái amino acid nó có thể là choline hoặc là amino ethanol hoặc là C.
Và nếu cholesterol tốt hơn thì ở đây mình sẽ có đây. Do hai cái chuỗi ăn béo, chỗ này là cái mặt nó chỉ có liên kết CP và CH. Do đó cái chuỗi phía bên này, cái nhóm ăn kim phía bên này là cái phần không phục. Còn cái phía bên này cái phần của phân phát của phần của amino alcohol á, cái phần nó là cái phần phân tử. Nên cholesterol tốt hơn thì nó sẽ gồm hai phần. Một đầu phân tử và một đầu không phân tử. Thì cái này nó sẽ có trên màng tế bào. Và những cái do nó có hai phần như vậy á, phần là phân tử và phần không phân tử, nên thường nó sẽ tồn tại dạng lớp phospholipid kép. Hai cái tuyến mà không phân tử đó nó sẽ đối vào nhau. Còn cái phần phân tử nó sẽ hướng ra ngoài, tốt tại trên màng tế bào. Cái này là cái đầu phân tử hướng ra ngoài, cái tuyến phân tử thì nó sẽ trong. Có hai cái lysergol phospholipid ở đây giới thiệu, đó là lysergol và phospholipid. Nó sẽ có nhiều ở trong mạng tinh. Cái này nó có thành cái chất tạo trong phần là trong máu. Cái này thì nó sẽ giúp liên kết các phần với lại cái giữa cái protein với lại cái phần không phân tử. Phospholipid là những cái lipid gắn vào cái khung sườn phospholipid. Đây là khung sườn phospholipid. Nó gồm 18 carbon. Nó có một cái đối đôi ở carbon số 4 và nó có hai cái ô và một nhóm thành phần. Cái khung này người ta gọi là khung phospholipid. Vậy nếu như mà nó gắn với lại một chuỗi axit béo, các còn lại nó gắn với đường thì sẽ có lipospholipid. Lipo là đường, spingo là khung phospholipid. Đường thì nó có thể gắn một vòng đường hoặc là nhiều vòng đường. Ở đây phospholipid thì phospholipid ở đây nó không phải gắn đường mà nó gắn phốt phát. Còn cái ceramic thì ceramic dùng để chỉ cái khung phospholipid với lại một chuỗi axit béo. Và cái khung thì người ta gọi là ceramic. Vậy nếu như ceramic đó gắn với lại gốc phốt phát thì mình sẽ có spinophospholipid. Còn nếu gắn với đường thì mình sẽ có lipospinolipid. Ở trong cái bào thần kinh có một spinophospholipid đang phát triển của spinophospholipid. Nó còn một chuỗi khung spinophospholipid ha. Thank you.
đó là những cái tên, những cái này thường thì cũng được cho ở ngoài, không biết công thức.